Xin chào các anh chị và các bạn. Hôm nay chúng ta gặp nhau ở phần 17 của chương trình học tiếng Hoa qua những bài văn ngắn ở trình độ nâng cao. Chủ đề của phần 17 này là Chỉ lĩnh nũng miễn dùng y sơn bảo hô hô nèo. Chỉ lĩnh nũng miễn là nông dân ở tỉnh Cát Lâm. Dùng y sơn dùng cả đời mình. Bảo hô hô nèo là bảo vệ các loài chim di cư. Hô là si hô là khí hậu, Nèo ở đây là nèo lê là những cái loài chim à, hâu Hô nèo tức là những cái loài chim mà nó di cư theo mùa đó Đọc lại ha Chỉ lý nũng miễn dung y sân Bảo hù hô nèo Sau đây là nội dung chi tiết Quảng Chín San là ông Vương Kim Sơn chí nén 57 sự xuê Năm nay 57 tuổi Sư Trung của Chỉ Liễn sau Xuân Đờ Y Miễn Nũng Miễn Sư Trung của chỉ liễn sau ly xuân đại di miễn nụ miễn là một nông dân ở thôn Thiếu Lực, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc. Dĩ miễn này, dĩ miễn nũng miễn Mình có thể đổi là dĩ cưa nũng miễn cũng được Không sao cả Nhưng mà trong văn viết Thì ngay chỗ này là dùng từ dĩ cưa thì đẹp hơn Thá tơ lào giá là ở quê hương của ông ấy Dù dĩ cưa mô mô cửa của gia tự nhiên bảo hộ khu. Chí. Tha lão gia có một cái ở quê hương ông, có một cái dầu dĩ cơ có một cái gì thì chúng ta xác định đó là chi dĩ cơ chi tức là một cái khu, khu đó như thế nào? Bảo hộ chi là cái khu bảo tồn. Rồi, tự nhiên bảo hộ chi là khu bảo tồn tự nhiên. Nhưng mà cái cấp của nó là cấp quốc gia cho nên là của gia tự nhiên bảo hộ khu. Chí khu bảo tồn thiên nhiên hoặc là khu bảo tồn tự nhiên quốc gia cái tên của nó là mô mô cửa thì mô mô cửa mình tạm dịch âm hán việt là mặt mặt cách thôi không có cách nào khác mây nén tờ xuân thiên hở chư thiên mùa xuân và mùa thu hàng năm trở lì huy dụ hình tố hâu nèo phây lại bay chi lì huy dụ ở đây sẽ có tức là mùa xuân và mùa thu hàng năm ở đây sẽ có trở lý huế dầu huế đà sẽ sẽ có hành tố hô nèo có rất là nhiều loài chim di cư bay lại phây chi à, bay đến rồi bay đi sống sử chi na nén khai sự sống sử chi na nén khai sự bắt đầu từ năm 17 tuổi và cái năm đó năm 17 tuổi tức là ông ấy muốn nhấn mạnh cái mốc thời gian đó cho nên thêm từ na nén vào chứ còn nếu không thì sống sự chi xây khai sự cũng được không có na nén thì thôi không sao cả từ cái năm 17 tuổi ấy quảng chiên san chiêu trai hở lý tài dĩ ông vương kim sơn bắt đầu đánh cá đánh cá ở đâu ở trên sông chiêu trai hở lý tà dĩ bù mãn thời sự hồ Ua mãn tờ sự hồ khi mà không có bận rộn tức là khi rảnh rỗi tha chư sĩ hoan khan, à, ông ấy thích xem, xem cái gì nào, chúng ta xem cái từ trung tâm nó, tức là khanh nèo, tức là xem những cái loài chim, xem những con chim từ nèo ở cuối câu đó đó, ở cuối câu. và chúng ta chú ý tiếp, bây giờ những cái con chim như thế nào, chai sư ti sang tên nèo, những con chim mà ở trên những cái vùng đất ẩm thấp, những cái vùng đất thấp hoặc là đầm lầy đồ này nọ, hoặc là những cái đồng ruộng nước rồi thì gọi là sư ti chữ sư là chữ thấp đó. phong thấp cũng dùng từ thấp này thấp là ẩm ướt như vậy là lúc rảnh rỗi thì ông ấy thích nhìn những con chim ở trên những cái đầm lầy đó na xe sư ti sang tên nèo sự chén sẵn là thời gian dài rồi tức là lâu rồi tha hở na lì tơ hô nèo tha hở na li tơ hô nèo, ông ấy cùng những con chim di cư ở đó, sẵn là họp hẩn dù, đã trở thành những người bạn thân của nhau. đã trở thành những người bạn thân. tha hở na lì tơ hô nèo, sẵn là họp hẩn dù, thơ vẽ sơ phải hơ, đặc biệt là cái loài hạt trắng, bạch hạt á, phải hơ, thì bạch hạt là loài chim đang nằm ở trong cái danh sách đỏ, là danh sách mà có nguy cơ của Việt Nam của cả thế giới nữa. Bài hớ sơ bạch hạt là Sư che pin quê u trùng Bài hơ sơ sư che pin quê u trùng Bạch hạt là bây giờ tìm từ trung tâm của nó là gì nè? U trùng U trùng là loài vật U là tung u là động vật Cơ trùng là loài Như vậy u trùng là loài vật Bạch hạt là loài vật Loài vật như thế nào? Ta có cái từ mới là pinway tức là đang có nguy cơ đang có nguy cơ là nguy cơ tuyệt chủng á rồi sư che là trên thế giới phải hơ sơ sư che biên quê u trùng trải qua chi qua chi đời sự lì trong 40 năm của quá khứ thì mình có thể dịch là trong 40 năm qua quảng chín san chiu tờ chỉ sứ trư hô nèo trung Quảng chim san Chiêu tức là ông vương kim sơn đã cứu rồi. Quảng chim san Chiêu thì chỉ sửa trư nèo hậu nèo trúng là trong mấy mươi trong mấy mươi con chim hoặc là trong mấy mươi chú chim di cư theo mùa mà ông vương kim sơn đã cứu về câu chữ tơ cái nào của chữ tơ đằng sau mình dịch lại phần lớn là như vậy. Quảng chim san Chiêu thì chỉ sử chứ hô nèo trúng chữ trúng này là bằng với từ lì đó trong mấy mươi con chim mà ông vương kim sơn đã cứu dầu chiên sửa chứ bãi hưa gần có mười con bạch hạt tức là con hạt trắng à, có gần mười con bạch hạt trắng a à, là vào năm 2018 nghìn không trăm mười tám quảng chin san cha ru là Ông Vương Kim Sơn đã gia nhập, gia nhập vào cái gì nè? Trung của dè sơn tôn ngu bảo hộ xẻ huê. Trung của dè sơn tôn ngu bảo hộ xẻ huê, xẻ huê là hiệp hội. Như vậy là năm 2018, ông Vương Kim Sơn đã gia nhập vào cái hiệp hội bảo vệ động vật hoang dã của Trung Quốc. Trung của dè sân tôn ngu bảo hộ xẻ huê, dè sơn tôn ngu là động vật hoang dã. Sẵn là di miễn và đã trở thành Di miễn khô nẻo bảo khu trợ Tức là trở thành Bảo khu trợ là cái người bảo vệ Đã trở thành cái người chuyên trách Bảo vệ chim di cư Di miễn là di cư thôi Trơ chỉ, à, chỉ nén là mấy năm nay Chỉ lĩnh khoản chiên họ là Trơ chỉ nén là mấy năm nay, mấy năm gần đây ha, chỉ liễn hoãn chiên bên họ là môi trường ở các lâm đã trở nên tốt hơn. Phay lại lì tơ hô nèo, những cái loài chim di cư bay đến đây, phay lại lì tơ hô nèo là ngày càng nhiều. Quảng chiên san mỗi thiên tôi giao chi sư ti, dầu đi ông Vương Kim Sơn mỗi ngày đều phải Tô giao chi đều phải đi sư ti là đi, đi đến những cái vùng đất ở thấp những cái vùng đầm lầy rồi này nó chỗ với trầu tức là đi dạo đi dạo quanh đó tha hải sẵn sàng chi sân lì ông ấy còn thường xuyên đi vào trong thôn cao su rèn minh tức là bảo cho mọi người biết trầm mơ à, ai nèo khu nèo làm sao để yêu thương các cái loài chim và bảo vệ chúng Quảng Chinh San số ông Vương Kim Sơn đã nói, Trơ xe ta ta hô nèo sang tha tờ ở nữ ý xe hô nèo là những à, những cái loài chim di cư này, sen là giống, sen cái gì đó dĩ gian thì là giống như cái đó. sen tha tờ ở nữ dĩ giang. Ở nì là con trai và con gái thì mình dịch là con cái. Như vậy là những cái loài chim hoặc là những con chim di cư này cũng giống như là con cái của ông ấy vậy. Sang tha thời ở nì chỉ giang. Tha giao dung di sân thời sự trên. Ông ấy muốn dùng cái thời gian của cả đời mình. Sư bảo hộ tha minh. Để mà bảo vệ chúng. Để bảo vệ chúng. Đó là nội dung của cái phần này. Sau đây xin mời các anh chị và các bạn cùng nghe mình đọc lại một lần nữa nhé. Phần này là phần luyện đọc và luyện nghe cho nên là mọi người có thể đọc theo và cũng có thể à, nghe đi nghe lại nhiều lần khi nào mà nghe thật là nhường nhuyễn nghe nhẹ nhàng không phải quá căng thẳng rồi chúng ta học thuộc rồi kể là được nữa thì xem như mới thành công xin mời mọi người lắng nghe nào quảng chín san chi nén ủ sữa chi xuê sư trung của chỉ liễn sau ly xuân đời y miệng nụ miễn 他的老家有一个莫莫格国家自然保护区，每年的春天和秋天，这里会有很多候鸟飞来飞去。从十七岁那年开始，王金山就在河里打鱼。不忙的时候，他就喜欢看那些在湿地上的鸟。 时间长了，他和那里的候鸟成了好朋友，特别是白鹤。白鹤是世界濒危物种，在过去的四十年里，王金山救了救的几十只候鸟中，有近十只白鹤。二零一八年，王金山加入了。 中国野生动物保护协会成了一名候鸟保护者。这几年，吉林环境变好了，飞来这里的候鸟越来越多。王金山每天都要去湿地走一走，他还常常去村里，告诉人们怎么爱鸟护鸟。 Quảng Chính Sanh số Những xe hô nèo Sang tha thờ ở nữ ý giang Tha giao dung y sân thờ sử Suy bảo khu tha mình. Và đến đây thì mình xin kết thúc Phần 17 của cái chương trình Học tiếng Hoa qua những bài văn nói này Chúc mọi người học thật là vui và hiệu quả Chúc cả nhà an lành vượt qua cái mùa dịch bệnh này Xin chào mọi người